Một ngày giữa tháng 8 năm 2023, đã 12 giờ trưa, người phụ nữ một tay dọn hàng, bán những phần cháo đầu tiên. Tất cả mọi việc bà đều làm bằng tay trái. Chuyện mà khó khăn á, thì cô cũng làm quen hết rồi, thật ra đâu cũng vô đó. Tuy chỉ có một tay, bà Lê Thị Lệ Nga, 56 tuổi, thạo việc từ múc cháo, chuẩn bị sẵn gói ớt, trao cháo tận tay cho khách, khiến ai cũng đều ngưỡng mộ. Bà Nga bán từ trưa đến tối ở khu vực đường Nguyễn Khoái thuộc quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, món cháo bò viên được khách gọi nhiều hơn cả. Sáng thì cô nấu xong rồi cô bán, chiều dọn vô thì cũng tại vì hổng đài bệnh á. Thì nấu xong rồi có nhờ gái nè nó phụ rồi xong rồi nó phụ cô mấy tiếng rồi xong rồi tới cỡ 3 giờ chiều khi nó đi bán rồi cô ra cô bán cho tao chiều thì nào hết là dẹp vô thì có ông xã rồi ổng hộ chứ không có mướn ai. Theo bà Nga, vì đã quen việc nên không thấy khó khăn, mọi việc đều có cách giải quyết, nếu cố gắng đâu sẽ vào đó. Mỗi lần đẩy xe cháo, nếu quá nặng, bà sẽ nhờ chồng hoặc những người khách quen để giúp. Quán chỉ bày biện vài bộ bàn ghế nhỏ để khách ngồi ăn tại chỗ, đồng thời bán cho người mua mang về. Cái bây giờ mình cũng phải làm kiếm ăn chứ giờ bỏ cơm chứ không làm ăn cho. Lúc bây giờ cô còn một đứa nó đang học đại học y nè, cô cũng còn một em nó đang học đại học, đã cũng thấy ráng làm để cô lo. Chứ mình bà Nga cho biết, từ khi sinh ra, bà chỉ còn một tay. Từ nhỏ ở với bà ngoại và bà cố nên cũng chưa bao giờ hỏi mẹ vì sao bản thân lại bị như vậy. Đến năm 27 tuổi, bà kết hôn và cảm thấy đây là điều may mắn vì đã có một mái ấm hạnh phúc đến giờ. Thêm nữa, hai người con gái được bà xem là quý giá cuộc đời. Sức khỏe của bà Nga mỗi ngày có giảm sút, nhưng các con luôn động viên tiếp thêm tinh thần. Bà Nga cho biết, người con gái thứ hai hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi năm học phí của con gái khoảng 50 triệu, bà luôn cố gắng động viên con học tới nơi tới chốn. Dù mưa hay nắng, ngày ngày bà vẫn lấy đó làm động lực để đi bán cháo kiếm tiền cho con học. Chị mà khó khăn á thì cô cũng làm quen hết rồi, thật ra đâu cũng vô đó hết à. Còn ví dụ như cái gì nặng nặng á thì nhà ông xã nè hay làm đàn ông á quen á nhờ người ta, nói chung là cũng không có gì mà nặng hết trơn. Gặp ai rồi cô rồi giờ lớn tuổi này cũng quen nhiều người, ví dụ như đẩy ra mà khó khăn không kêu cũng được cũng nhờ. Ở đây anh thấy cô ở đây á cũng thấy cũng còn đẹp, mà bạn cháu thấy cũng rất là ngon, ghé ủng hộ ăn cũng ăn thường xuyên, thấy đồ ăn nó cũng làm sạch sẽ lắm, ăn nắp gọn gàng.